Quân sự thế giới hôm nay mùng 1 tháng 4 có những nội dung sau. Nga triển khai các đơn vị chống UAV mới ở Ukraine. Không quân Hà Lan nâng cấp máy bay không người lái MQ-9A. Pháp chuẩn bị chuyển tên lửa Aster-30 và xe chở quân VAB cho Ukraine. Thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Moscow đã triển khai các biện pháp phòng thủ mới để bảo vệ quân đội trước các mối đe dọa từ máy bay không người lái UAV của Ukraine. Một trong những biện pháp này là thành lập các nhóm súng phòng không cơ động đặc biệt trong một số quân đoàn vũ trang tổng hợp, lực lượng không quân và quân đội phòng không của Nga. Theo Army Reconnaissance, đơn vị chống UAV di động mới của Nga bao gồm một xe bán tải được trang bị súng máy 12 ly 7 làm trạm chỉ huy, một xe tải 6 bánh được trang bị súng máy phòng không ZU-232 và hệ thống màn chắn nhiệt lắp trên khung gầm xe tải. ZU-232 được Liên Xô phát triển vào cuối những năm 1950 là súng máy hai nòng cỡ 23 ly. Súng máy phòng không ZU-232 có thể vô hiệu hóa các mục tiêu bay thấp như trực thăng và nhiều loại máy bay khác. Gần đây, súng được cải tiến để hạ UAV, vốn đã trở thành một phương tiện chiến đấu phổ biến trong chiến tranh hiện đại. Đáng chú ý là ZU-232 được lắp đặt trên khung gầm xe tải hạng nhẹ giúp làm tăng đáng kể tính linh hoạt và tính cơ động trong vận hành. Súng máy phòng không có thể thay đổi vị trí nhanh chóng để đáp ứng với diễn biến ngày càng tăng trên chiến trường hoặc đối phó với các mối đe dọa từ UAV từ nhiều hướng khác nhau việc lắp đặt súng máy phòng không ZU-232 trên xe tải hạng nhẹ còn giúp nâng cao khả năng sống sót của hệ thống vũ khí, giảm thiểu nguy cơ bị phản công hoặc tấn công từ các mối đe dọa trên không phức tạp hơn. Tính cơ động chiến lược này kết hợp với hỏa lực của ZU-232 khiến nó trở thành khí tài hiệu quả trong chiến tranh hiện đại, đặc biệt trong môi trường mà UAV đóng vai trò then chốt trong các hoạt động trinh sát và chiến đấu. Theo The Defense Post trong 3 năm tới, General Atomics Aeronautics System sẽ nâng cấp máy bay không người lái MQ9A của Không quân Hoàng gia Hà Lan. Theo đó MQ9A sẽ được trang bị thêm radar hàng hải, rơ le liên lạc, thùng nhiên liệu tầm xa, các biện pháp hỗ trợ điện tử và vũ khí. Trung tá Jan Rudisuli, chỉ huy phi đội 306 của RNLAF cho biết. Không quân Hoàng gia Hà Lan đang sử dụng MQ-9A để thực hiện nhiệm vụ của NATO. Và với những nâng cấp này, chúng tôi sẽ hỗ trợ các nhiệm vụ giám sát hàng hải và tình báo, giám sát và trinh sát của NATO ở châu Âu. Máy bay không người lái MQ-9A có tải trọng 3.850 pound tương đương 1.746 kg, được trang bị một động cơ phản lực cánh quạt Honeywell TPE-331-10GD MQ-9A có tốc độ hành trình 370 km h tầm bay 1.852 km, trần bay 15.240 m và thời gian bay 27 giờ. Gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine đã được Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu công bố một cách không chính thức trong cuộc trả lời phỏng vấn La Tribune. Trích dẫn cuộc phỏng vấn, Le Monde cho biết cam kết này bao gồm tên lửa đánh chặn Aster-30 cho hệ thống phòng không sam và hàng trăm xe bọc thép, chủ yếu là xe chở quân VAB. Việc chuyển giao tên lửa Aster-30 dự kiến sẽ diễn ra vào mùa hè năm nay, trong khi các xe bọc thép sẽ đến Ukraine trong năm nay và đầu năm sau. Việc bổ sung xe bọc thép sẽ giúp tăng cường khả năng cơ động cho các đơn vị quân đội Ukraine và tên lửa Aster-30 sẽ làm tăng khả năng phòng thủ tầm xa của Kiev trước các tên lửa đạn đạo như KH-47 Kinjan và 3M-22 Jikon.